Luôn chào các bạn ơi. Đây quay heo các bạn ơi, quay gia công người ta ha. Hôm nay nhận được con heo mình quay gia công heo cho người ta các bạn ơi. Mình đốt nữa các bạn. Đốt xong rồi các bạn. Đây. Đây mình nhận quay gia công người ta. Siêu heo các bạn.
xong rồi các bạn. Đang đốt lò. Đầu khiên đưa nó vô lò các bạn ơi. Đưa nó vô lò. Đó. Chờ nó chín rồi các bạn ơi. Khiêng ra các bạn ơi. Bịch giấy báo rồi lại nha các bạn. Đi ghê luôn đi. Bịch giấy báo lại hết các bạn ơi. Gần lửa nữa. Đưa vô lò các bạn ơi. Đưa vô lò nha. Thank you.
chín rồi các bạn, đem ra các bạn ơi. Cuối cùng mới xong các bạn ơi. Quay từ 4 giờ sáng tới giờ này, giờ là 8 giờ. Nó xong rồi nè, thấy không? Thèm không các bạn? Quay cho anh ba mình không được ăn đâu. Thấy thèm không? Lên cho cốm luôn mà. Thấy không? Chờ chút khách ở đấy thôi. Các bạn. Mình thấy thèm thiệt chưa? Mình cũng ngừng clip tại đây các bạn ơi. Nếu các bạn á, xem á, thấy hay á, muốn yêu thương mình á, thì hãy cho mình một cái đăng ký nha các bạn. Và chia sẻ và nhớ ủng hộ, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Thôi, mình xin ngừng clip tại đây các bạn ơi. Bye các bạn nha.